Quang Khánh xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn, khi mua bán xe ô tô đã qua sử dụng chính hãng. Và sản phẩm ngày hôm nay Khánh mang đến cho cô chú anh chị là một mẫu xe của Hyundai Santa Fe được sản xuất năm 2020. Xe này đi rất là lướt cô chú anh chị, chỉ mới đi có 18.000 cây số thôi. Bản premium full xăng hai cầu của Santa Fe. Con xe này là mang biển số tỉnh ở Đắk Nông và bên Khánh mua về của chính chủ, từ tay chủ luôn. Xe lúc nào cũng trong cái tình trạng là trùm mền hết, cho nên nước sơn xe hầu như còn tới riêng tới 100% luôn nha cô chú anh chị. Chưa có làm đẹp, chưa có bị trầy xước hay là bị ảnh hưởng nhiều về trầy xước hay là do thời gian nha cô chú anh chị. Nước sơn xe còn riêng tới 90%. Như Khánh nói thì chủ xe giữ xe rất là kỹ, thậm chí là vỏ dự phòng cũng chưa hẹo luôn, và bốn vỏ thì còn nguyên zin theo xe. Xe được mua đầu năm 2021 và khách anh chủ xe bán xe lại với hiện trạng là gần như là mới luôn, nước sơn zin nha cô chú anh chị. Đi một vòng xung quanh xe để chúng ta có thể xem sơ lược về cái xe nó hiện trạng nó như thế nào nha. Santa Fe premium phiên bản xăng hai cầu nha cô chú anh chị. Và hiện tại con Santa Fe này đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 1 tỷ 110 triệu. Nếu mà cô chú anh chị nào chúng ta lên xem xe thì Minh Khánh có hỗ trợ giá cả thương lượng và bớt lọc cho cô chú anh chị nha. Xe màu trắng, thì đi một vòng xung quanh xe thì cô chú anh chị có thể thấy được cái nước sơn nó còn rất là đẹp, rất là mới, nó không có bị ngã màu, không bị đổ màu nhiều nha. Xe được dán tem và chúng ta đứng xa một chút xíu, nhìn một góc 15 độ thì cô chú anh chị có thể thấy ha, nước sơn còn như là còn hoàn thiện luôn. Đây cái vỏ xe, vỏ xe DAT 2020 định thứ 46 của năm 2020 nha. Xe này mua cuối năm, đầu năm 2021. Xe này được mua đầu năm 2021 nha cô chú anh chị. Và đây sử dụng đèn full led đó, đèn ta sử dụng đèn bi đôi cô chú anh chị ha, rất là đẹp ha. Đó, phía trước chúng ta có trang bị tới 4 cảm biến phía trước nha. Nước sơn con Santa Fe này cũng như Khánh nói là còn nguyên zin luôn, xe sơn chi tiết xe còn nguyên zin hết, đã được làm đẹp Marukuri lại rồi. Rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Xe vỏ xe DAT 2020 tuần thứ 46 cuối năm, con này mua đầu năm 2021. Bây giờ Khánh sẽ sơ lược một vài thông tin về nội thất cho cô chú anh chị coi. Nội thất xe thì rất là đẹp, mang màu nội thất đỏ đen rất là sang trọng, ghế da cao cấp nha cô chú anh chị. Các ốp lườn và giả gỗ trên đây, các bằng gỗ còn giữ được độ mới rất là tốt, cũng như là sùng chỉ thì Minh Khánh cũng cam kết cho cô chú anh chị những chi tiết này là không có đâm đụng nè, không ngập nước nè. Đây phần bên trong của con Santa Fe đây, nội thất ghế da cao cấp đỏ đen cực kỳ sang trọng nha cô chú anh chị, ghế chỉnh điện ha, thảm sàn còn cực kỳ mới nha. Xe chúng ta được trang bị cửa trời panorama luôn, toàn cảnh nha. Màu trần, trần nội thất đen. Santa Fe máy xăng hai cầu full premium cao cấp nhất của dòng Santa Fe luôn nha cô chú anh chị. 1 tỷ 110 triệu giá cả Vĩnh Khánh có thương lượng nha cô chú anh chị nha. Bộ ghế da cực kỳ mới luôn, xe chạy 18.000 cây số thực sự là một xe rất là lướt nha cô chú anh chị. Xe lướt mà chất xe còn giữ được độ rin tới 100% nước sơn luôn nha. 1 tỷ 110 triệu thôi à, cô chú anh chị lên xem xe có giá cả thương lượng nha. Sau xe, còn cụm đèn phía sau xe, nếu mọi người có thể, nếu mọi người để ý chạy buổi tối á, nhìn nó rất là, nó rất là ảo, nhìn nó rất là khác so với những cụm, những cái đèn hậu phía sau của những xe khác luôn, không bị bể, rất là liền lạc luôn nha.
xe thì chắc chắn tự động rồi. Đây, phần phía sau của con Santa Fe cực kỳ rộng nha mọi người. Chúng ta gập một dãy ghế lên rất là linh hoạt ha. Để đồ xe 5+2 cho nên để đồ rất là thoải mái luôn. Xe sạch sẽ, không có một chỗ dơ, không một chỗ xước đầy gì luôn. Đây, chúng ta có dàn lạnh phía sau và trang bị đây đầy đủ hết cho cô chú anh chị luôn. Các tính năng cơ bản và cabo cốp sau còn nguyên zin chưa hẹ nha cô chú anh chị. Từ các bon của nhà máy dập rồi cốp rồi sùng chỉ còn nguyên vẹn hết cho cô chú anh chị luôn. Santa Fe Premium được anh nhập cái cốp sau nha. Và đây là cái vỏ dự phòng của xe, vỏ dự phòng của xe còn nguyên zin nha cô chú anh chị, chưa hạ ha, còn nguyên zin đây, chưa hạ luôn, nước sơn vẫn còn rất là mới cho cô chú anh chị luôn. Bây giờ Khánh sẽ mở cái capo để cô chú anh chị có thể xem được cái động cơ đã được làm đẹp Marukuri sạch sẽ như thế nào nha. Đây, đây là nút giật capo ha. Chiếc Santa Fe màu sơn rất là đẹp luôn, mặc dù là màu trắng nhưng mà tới bây giờ nó vẫn giữ được cái độ mới của nước sơn. Và capo có 2 ti chống trợ lực rất là nhẹ nha mọi người. Khánh chỉ cần bật lên cái nhẹ là nó lên rồi. Đây, capo còn nguyên zin nha cô chú anh chị, chưa hạ ha, tất cả các chi tiết còn rất là liền lạc với nhau luôn. Capo zin chưa hạ, máy móc thì còn nguyên zin. Thì xe này Khánh nghĩ là cô chú anh chị có thể lăn tăn về giá thôi, chứ còn chất lượng xe thì Khánh nghĩ là không có gì để chúng ta phải lo lắng hay là lăn tăn về chất lượng xe cả. Thì cái thứ nhất, xe vẫn còn được bảo hành chính hãng của nhà máy, và mua tại Toyota Tân Cảng thì bên Khánh luôn có cam kết cho cô chú anh chị rồi, cho nên mọi người cứ yên tâm nha. Và Khánh xin phép sơ lược một vài thông tin cơ bản về con xe này. Hyundai Santa Fe phiên bản premium, máy xăng 2 cầu, phiên bản cao cấp nhất của dòng Santa Fe. Màu trắng và mang biển số tỉnh. Xe lăn bánh được 18.000 cây số và hầu như là nước sơn zin 100% nha cô chú anh chị. Và con xe này đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 1.110.000.000 thôi ạ. Và cô chú anh chị đến xem xe, mình Khánh có thương lượng giá cho cô chú anh chị với một cái giá linh hoạt nhất luôn. Và một lần nữa Khánh xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi, và xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video lần tới ạ.